Vâng, xin chào quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với sân Phú Thọ để theo dõi vòng đấu thứ hai. Cuộc so tài giữa khách sạn Tuy Sơn và Huy Hoàng Mobile cao nhất ở mùa giải vừa qua với chức vô địch, và họ là một đội bóng và được đánh giá rất cao ở mùa giải này. Văn Dạo sẽ là người hỗ trợ nhiều cho Tấn Văn ở vị trí trung trận nguy hiểm. Vậy thì số là 1-0 dành cho khách sạn Tuy Sơn. Pha ghi bàn của số 22 Hoàng Việt Cường. Đã có hai cầu thủ ở phía trong bàn khác để chạm bóng, và cuối cùng thì Việt Cường là người đã chạm bóng cuối cùng. Trong khi đó thì Tấn Văn đã hơi giật mình và anh không thể có được tuống chạm bóng ở thủ trước đó. Nhưng bóng lọt ra phía sau thì vẫn còn sự hỗ trợ đến từ Việt Cường, và lưới của Huy Hoàng Mobile đã rung lên ở trong trận đấu này. Tỷ số đang là 1-0 dành cho khách sạn Tuy Sơn. Phúc Anh đang nhắc đến đội bóng với cái tên rất mới tại sân chơi live mùa giải 21, đó là Sinh Bình Dương. Ở vòng đấu bảng thì họ đã tạo ra được bất ngờ với 17 điểm sau khi khép lại vòng đấu bảng, và chỉ kém khách sạn Tuy Sơn đúng 2 điểm mà thôi. Và khách sạn Monovisa là đội bóng xếp ở vị trí thứ 6 với 11 điểm. Việc gấp mặt ở top 6 cũng không quá bất ngờ dành cho chúng ta với Monovisa, nhưng mà mùa giải trước họ cũng đã có được ở trận đấu chung kết, nhưng đã không thể có được. Không được. Và chọc khe không thành công của Tấn Âm. Nó được chuyển đến vị trí của Cao Thế Anh. Phản công ở Vi Cường. Chân trái rất nguy hiểm, không vào. Và xử lý cực kỳ ngọt ngào đến từ Phạm Vi Cường. Và xử lý rất ngọt, anh đã qua người với tướng đưa bóng chân trái và tạo ra một cú đá khiến cho khung thành của Huỳnh Thanh Hải phải rung chuyển. Trước khi trận đấu này diễn ra thì chắc chắn một điều là Huỳnh Hoài đã biết rõ về đối thủ của mình, đã từng gặp nhau rất nhiều ở những mùa giải trước. Nguy hiểm, đó là pha chạm bóng rất cẩn thận của Tấn Hầm, nhưng bóng đã đi quá cao. Cảm giác của Tấn Hầm trong trận đấu ngày hôm nay vẫn chưa thực sự là quá tốt. Đó là những cầu thủ đã ghi bàn ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Cú đá chân trái của Việt Cường nguy hiểm, không vào. Và đánh trục lộ của cao thủ áo tím thứ hai, đây là Thanh Tuấn sút xa. Như vậy bóng đã chạm tay của một cầu thủ bên phía Huy Hoàng Mobile trong khu vực vòng cấm. Pha bóng để chạm tay cực kỳ rõ ràng của số 9 Thanh Tuấn đã dứt điểm đúng vào vị trí của Thanh Quang. Như vậy đã có bàn thắng thứ hai cho khách sạn Tuy Sơn. Tỷ số đã được nâng lên 2-0 dành cho đội bóng áo tím, và đó là bàn thắng thứ ba ở mùa giải này của Tấn Văn trong áo của khách sạn Tuy Sơn. Đội bóng áo tím đang có một khởi đầu như mơ ở trong trận đấu này, không phải tốn quá nhiều sức lực và khó khăn ở trong hiệp 1, vẫn có được hai bàn thắng cho mình để tạm vượt lên trận trước. Trần Hải, đó là Đa Nhiêm MC, để xin chúc cho Trần Hải sẽ có được thật nhiều sức khỏe. Rất nguy hiểm. Như vậy đã có bàn thắng thứ ba dành cho khách sạn Tuy Sơn. Một pha bóng mà có tính bất ngờ. Có lẽ như đó là thủ ấn đưa bóng về của cầu thủ mã áo số 13 bên phía Huy Hoàng Mobile. Đó là Phan Quyền. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 2-0. Bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối của hiệp 1. Một pha chuyền bóng về đã khiến cho Thành Hải bất ngờ, và anh đã không thể kiểm soát được tình hình. Của Hải Sơn thì đó là một sự bài binh cực kỳ rõ ràng với lối chơi kiểm soát bóng, chơi áp đặt đối phương. Đến giữa thì Văn Dạo cùng với Tấn Văn và đang làm tốt với vai trò đối sản xếp đá phạt nhanh của Văn Dạo. Xuất xa, không được. Và sản xếp đá phạt rất nhanh của khách sạn Tuy Sơn, đó là sự kết nối tốt đến từ bộ đội tiền vệ trung tâm của đội bóng tím. Thành Nhiên khá nguy hiểm, và đánh gót không thành công của Trung Toàn. Đó là tướng xử lý bóng chìm, bóng đi tầm thấp. Trung Toàn đã có gọi cho mình ở mùa giải được tổ chức lần thứ 21 vừa qua. Thanh Hiền và trả bóng xuống biên. Trung Toàn nguy hiểm, và phản xạ tuyệt vời đến từ Quang Trung. Cú đá về góc gần, nhưng Quang Trung vẫn đang chơi cực kỳ tập trung, rất thận trọng để ngăn chặn bàn thắng đến từ cao thủ Huy Hoàng Mobile. Trung Hoàng Thắng cùng với Thanh Quang đã có được 2 bàn. Dứt điểm đã nỗ lực chân trái của Cao Thế Anh. Bình Tuấn tiếp tục là gọi dành cho các thủ áo tím. Chuyển quá hay Việt Cường, quá đơn giản ở thủ xử lý còn lại của Việt Cường thì mà quan trọng là quá lớn.
Thanh Hải đã nỗ lực mang ra để khép góc nhưng mọi thứ vẫn không thể nằm trong sự toàn tính của Thanh Hải nữa. Anh đã mất đi sự chủ động, sự kiểm soát khi mà đối phương đã có quá nhiều lợi thế cho mình. Pha phối hợp như trốn không người của khách sạn Sơn và vì số lúc này đang là 4-0 dành cho đội bóng áo tím rồi. Cú đúp bàn thắng của Việt Cường ở trong trận đấu này và gọi để có thể bàn thắng vẫn còn ở phía trước dành cho Việt Cường. Này anh vẫn đang được xếp đá ở vị trí tiền đạo của đội bóng áo tím trong hiệp 2. Hiệp 1 có lẽ đấu mà Việt Cường đã được xếp đá ở vị trí mũi nhọn hàng công của đội bóng áo tím. Và xử lý tốt của Thanh Hiền. Phan Quyền đang di chuyển rất chóng ở vị trí cánh trái. Dứt điểm không được. Đó là tình huống mà Phan Quyền cần phải chuyền bóng ngược trở lên cho Tiến Hải, thì mà Bùi Tuấn Anh cùng với Thanh Hiền đã chờ sẵn. Như là Doanh nghiệp Bình Dương. Như vậy đúng lúc này thì trọng tài đã cho trận đấu khép lại. Tỷ số chung cuộc là 4-0 dành cho khách sạn Thiên Sơn. Một kết quả không quá bất ngờ dành cho chúng ta ở trong cuộc đấu đầu này trước Huy Hoàng Mobile. Một trận đấu mà Huy Hoàng Mobile vẫn không thể có được bàn thắng cho mình ở trong cùng so tài này. Và họ đành chấp nhận với trận thua ở vòng thứ hai và sẽ dậm chân tại chỗ với một điểm. Trận hòa trước Sư đoàn An Phú ở vòng đấu đầu tiên. Và sau lượt trận thứ hai thì họ vẫn chưa có điểm số nào.